Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một đồng phạm của ông Trump lãnh án tại bang Georgia. Tờ The Guardian ngày 30 tháng 9 đưa tin, một đồng phạm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận tội trong vụ án hình sự cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tại bang Georgia vào năm 2020. Ông Scott Hall, 59 tuổi, cựu giám sát viên bầu cử của đảng Cộng Hòa trở thành người đầu tiên trong số 19 bị cáo chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Sau khi bị bồi thẩm đoàn hạt Fulton ở Georgia truy tố vào hồi tháng trước, bị cáo này được bảo lãnh tại ngoại. Động thái bất ngờ của ông Horn được đưa ra sau khi ông đưa ra một bản ghi âm cho các công tố viên và nhiều khả năng họ sẽ sử dụng lời khai đó để chống lại cựu luật sư của Trump là bà Sidney Powell khi bà ra tòa vào tháng 10. Ông Hon đã bị đại bồi thẩm đoàn khu vực Atlanta truy tố vào tháng trước về các cáo buộc do công tố viên hạt phương là bà Fanny Wills đưa ra. Cáo trạng cho rằng ông có vai trò trong việc cố gắng đảo ngược thất bại của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trong một âm mưu tiếp cận các máy bỏ phiếu tại hạt coffee của bang Georgia. Đoạn phim trực tiếp từ phiên tòa cho thấy ông Hon nhận năm tội danh liên quan âm mưu cố ý can thiệp vào công tác bầu cử được xếp vào tội nhẹ. Ban đầu, ông đối diện bảy cáo buộc trọng tội bao gồm lừa đảo, âm mưu lừa đảo máy tính và âm mưu lừa gạt nhà nước. Bị cáo này nhận án 5 năm tù treo, kèm số tiền phạt 5.000 đô la Mỹ, 200 giờ lao động công ích và viết thư xin lỗi tiểu bang. Đại án Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam bị truy tố vì nhận 2,25 triệu đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 9, cựu bộ trưởng bộ y tế việt nam nguyễn thanh long cùng nguyễn huỳnh là cựu thư ký của ông long phạm duy tiến cựu giám đốc cdc hải dương nguyễn minh tuấn là cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế nguyễn nam liên cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính trịnh thanh hùng cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ bộ khoa học công nghệ bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ riêng ông phạm xuân thăng Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương bị truy tố lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á và cấp phó Vũ Đình Hiệp bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo, trợ lý tài chính thủ quỹ của Việt Á bị truy tố tội đưa hối lộ. 27 người còn lại bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo cáo trạng, đầu năm 2020 khi COVID-19 bùng phát mạnh, Phan Quốc Việt biết chủ trương nghiên cứu sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch nên xin cùng tham gia đề án. Ngay sau khi được chuyên gia quy trình nghiên cứu kích xét nghiệm, việc giao cấp dưới tiếp tục phát triển để sản xuất rồi xin cấp phép lưu hành kinh doanh thương mại, việc bị tố cáo đưa hối lộ 106 tỷ đồng, trong đó có 3 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng, tổng là 82 tỷ đồng cho 6 quan chức, trong đó Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu đô la Mỹ, Nguyễn Huỳnh nhận 54 tỷ đồng, trong đó đưa cho ông Long 50 tỷ, hưởng lợi 4 tỷ. Ông Long và thư ký Nguyễn Huỳnh bị cáo buộc đã can thiệp chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký, lưu hành kit xét nghiệm, hiệp thương giá. Hai bị can này sau đó còn gợi ý đề nghị việc đưa tiền. Trong năm 2020-21, Việt Á đã sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ được 8,3 triệu sản phẩm. Doanh nghiệp được nhà nước thanh toán 2.250 tỷ đồng và bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 1.235 tỷ đồng. Tỷ phú giàu thứ hai thế giới bị điều tra rửa tiền. Hôm 28 tháng 9, các công tố viên Paris cho biết đang thực hiện cuộc điều tra liên quan tới nghi ngờ hai tỷ phú Bernard Arnault và Nikolai Sarkisov rửa tiền tại khu nghỉ dưỡng trực tuyết ở núi Alpes dành cho giới siêu giàu. Theo AFP, đơn vị tình báo tài chính của Bộ Kinh tế Pháp dẫn đầu cuộc điều tra nhưng vẫn chưa xác định liệu có tội phạm hay không. Nhật báo Pháp Le Monde, trích dẫn đơn vị tình báo tài chính Jack Finn, đưa tin rằng ông Nikolai Sakisov đã mua 14 căn nhà từ một người bán duy nhất năm 2018 với giá 16 triệu euro, 17 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hiện tại, trong một thỏa thuận phức tạp liên quan đến công ty có trụ sở tại Pháp. Luxembourg và đảo Cyprus. Tỷ phú 55 tuổi được cho là người mua nhưng tên của ông không xuất hiện trên sổ sách của công ty thực hiện việc mua bán. Công ty có tên là Fletch được cho là đã mua thêm 3 bất động sản từ một công ty thứ hai, cũng thuộc sở hữu của Sakisov. Theo tờ báo, việc bán bất động sản cho chính mình giúp tỷ phú người Nga bỏ túi khoảng lãi 1,2 triệu euro. Tỷ phú Bernard Arnault Người điều hành đế chế xa xỉ LVMH bị nghi ngờ cho Sakisov vay 18,3 triệu euro để thực hiện thương vụ này thông qua một công ty tư nhân của ông. Anon được cho là đã mua lại Lflesh vào tháng 12 năm 2018. Le Monde cho rằng việc thay đổi quyền sở hữu được thực hiện để che giấu nguồn gốc chính xác của số tiền và danh tính người thụ hưởng cuối cùng. Các điều tra viên của Jackfin vì vậy nghi ngờ Anon đã rửa tiền khi được AFP liên hệ LVMH từ chối bình luận về việc này. Ban bố tình trạng khẩn cấp tại New York do ngập lũ nghiêm trọng Mưa lớn trong đêm tại miền đông bắc nước Mỹ đã khiến nhiều khu vực của thành phố New York ngập lụt. Khiến một số tuyến tàu điện ngầm và sân bay tại thành phố này bị tê liệt trong ngày 29 tháng 9, thị trưởng New York, ông Eric Adams, kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài do một số tuyến phố bị phong tỏa và nhà ga tàu điện ngầm bị ngập lụt. Các hình ảnh chia sẻ khắp New York cho thấy nhiều ô tô bị ngập một nửa trong nước và giao thông hỗn loạn, trong khi một số tuyến tàu điện ngầm ở quận Brooklyn phải tạm dừng hoạt động. Trước tình hình trên, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố 8,5 triệu dân này và các vùng ngoại ô đông dân cư, bao gồm cả Long Island ở phía đông và thung lũng Hudson. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo tình hình lũ lụt sẽ tiếp diễn cho đến cuối ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương với lượng mưa lên tới 51 mm trên giờ. Tổng lượng mưa tích lũy trong ngày 29 tháng 9 có thể lên tới 180 mm. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khu đô thị và khu vực thoát nước kém. Tháng 9 năm 2021, cơn bão Ida cũng gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực trên, đặc biệt tại các quận Brooklyn và Queens khiến 13 người bị thiệt mạng. Cá heo Amazon chết hàng loạt, tờ The Guardian hôm 30 tháng 9 đưa tin, hiện tượng hàng trăm con cá heo Amazon chết tại hồ Tefé ở Brazil trong vài ngày qua đã làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng trên trái đất có thể vượt ngưỡng chịu đựng của những loài sinh vật ở những khu vực dễ bị tác động. Nhiều xác cá heo chết trôi nổi bên cạnh hàng ngàn xác cá khác xuất hiện tại hồ Tê Phê nơi nhiệt độ giờ đây chẳng khác gì hồ tắm nước nóng. Sau khi hạn hán kéo dài khiến mực nước sụt giảm mạnh, nhà nghiên cứu khoa học địa chất tại Viện Mamirora, Brazil cho biết một số phỏng đoán về nguyên nhân đang được điều tra bao gồm bệnh tật và ô nhiễm nước thải. Tuy nhiên, ông cho rằng mực nước và nhiệt độ chắc chắn là yếu tố chính dẫn đến cá heo chết hàng loạt. Vào lúc 18 giờ hôm qua ở Hồ Tây Phê, chúng tôi đo được hơn 39 độ C, nóng kinh khủng, ông cho biết. Khoảng 13.467 người tại Tây Phê đang sống trong khủng hoảng và là một trong 15 cộng đồng đang trong tình trạng khẩn cấp, theo giới chức của bang Amazonas. Với tình trạng thiếu nước và hạn hán dự kiến gia tăng trong tháng 10, giới chức địa phương đã đến thủ đô để đề nghị chính quyền liên bang viện trợ nhân đạo. Netflix thông báo chính thức khai tử mảng cho thuê đĩa DVD. Netflix sẽ chính thức khai tử mảng dịch vụ cho thuê đĩa DVD tại nhà vào ngày 29 tháng 9 sau 25 năm hoạt động. Trước đó trong năm nay, Netflix đã thông báo sẽ ngừng dịch vụ này 16 năm sau khi công ty này dần chuyển sang mảng phát trực tuyến tức là streaming. Netflix sẽ tiếp tục nhận đĩa DVD trả lại từ khách hàng đến ngày 27 tháng 10. Netflix sẽ tiếp tục nhận đĩa DVD trả lại từ khách hàng đến ngày 27 tháng 10 bắt đầu vào năm 1998 khi Netflix lần đầu ra mắt dịch vụ VD đem lại trải nghiệm thuê đĩa dễ dàng hơn cho khách hàng thay vì phải đi đến cửa hàng Blockbuster hoặc Hollywood Video gần nhất để thuê. Thời điểm đó, những phong bì màu đỏ từ lâu đã trở thành hình ảnh đại diện cho Netflix xuất hiện khắp mọi nhà và phòng ký túc xá sinh viên trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, đối với Netflix, dịch vụ này không còn nhiều ý nghĩa trong thời gian gần đây mảng DVD này cũng đã suy yếu đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2021, doanh thu ngoài mảng streaming của Netflix, chủ yếu là từ mảng DVD, chỉ chiếm 0,6% doanh thu của công ty này, tức là chỉ hơn 182 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chi phí vận hành dịch vụ cho thuê đĩa DVD cũng có thể là một yếu tố khi việc gửi các đĩa nhựa đi khắp nơi tiêu tốn nhiều chi phí hơn dịch vụ streaming. Ngoài ra, việc bỏ và thay thế các đĩa hư hỏng và bị mất cũng là một chi phí đáng bận tâm. Một người phát ngôn của Netflix đã từng nói với hãng tin CNN rằng, công ty này không có ý định bán lại mảng dịch vụ cho thuê đĩa DVD và cũng không cho biết Netflix định xử lý số đĩa DVD của mình như thế nào. Trung Nguyên Legend khai trương quán cà phê đầu tiên tại Mỹ ngày 29 tháng 9 năm 2023, Trung Nguyên Legend Khai trương quán cà phê đầu tiên tại Mỹ ở số 9039 Bonsa Avenue, Westminster, California. Trước đó trong gần 10 ngày, mở cửa soft opening, không gian quán Trung Nguyên Legend những quyền đầu tiên tại Mỹ đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người yêu cà phê ở nơi đây. Hàng loạt báo chí quốc tế đã dành sự quan tâm đặc biệt, liên tục đưa tin Hình ảnh về sự hiện diện của không gian quán trung nguyên Legend đầu tiên tại Mỹ như Eater Los Angeles tại Mỹ, Bloomberg News Today tại Mỹ, Alera World Coffee Portal ở Anh, Inside Retail ở Úc, Next Shark ở châu Á, Asian Hustle Network ở châu Á, hiện diện tại trung tâm khu Little Sài Gòn, Westminster, bang California, không gian trung nguyên Legend có diện tích hơn 120m2. Tại Mỹ, các sản phẩm cà phê G7 Trung Nguyên và Trung Nguyên Legend hiện đã có mặt tại hệ thống siêu thị hàng đầu thế giới Costco, bao phủ gần 100% hệ thống các siêu thị châu Á tại Mỹ và khắp các kênh bán hàng online như Amazon, Walmart, eBay, Saywee. Sản phẩm G7 của Trung Nguyên Legend luôn nằm trong top 20 các sản phẩm cà phê hòa tan bán chạy hàng đầu trên Amazon và được xem là thương hiệu cà phê hòa tan dẫn dắt thị trường châu Á tại Mỹ bom nợ Evergrande lặng lẽ bán tài sản ở nước ngoài. Trong tuần này, quá trình tái cơ cấu nợ của tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc, Evergrande, trở nên phức tạp hơn nữa sau khi trụ sở chính bị điều tra. Theo giới phân tích, việc chậm trễ tái cơ cấu nợ sẽ làm tăng nguy cơ tập đoàn bị thanh lý. Evergrande phải bán siêu du thuyền dài 60 mét với giá 32 triệu đô la Mỹ trong quá trình bán bớt tài sản không cốt lõi. Một nguồn tin khác xác nhận việc bán du thuyền đã diễn ra. Phát ngôn viên Evergrande chưa phản hồi đề nghị bình luận. Khi nhà sáng lập và cũng là chủ tịch Evergrande hứa gia ân bị điều tra, giới phân tích và đầu tư đang băn khoăn rằng ai sẽ điều hành các hoạt động của tập đoàn và điều gì sẽ xảy ra với kế hoạch tái cấu trúc nợ ở nước ngoài. Evergrande là tập đoàn nợ khủng nhất thế giới, với tổng số nợ lên đến hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng của tập đoàn này từ năm 2021, gây tác động nặng nề lên nền kinh tế Trung Quốc và cả thị trường toàn cầu. Sau khi vỡ nợ trái phiếu bằng đô la Mỹ hồi cuối năm 2021, Evergrande đang trong quá trình thuyết phục các chủ nợ chấp thuận cho tái cấu trúc khoản nợ nước ngoài trị giá 31 tỷ đô la Mỹ, bao gồm trái phiếu tài sản thế chấp và mua lại. Ngày 26 tháng 9, một nhóm chủ nợ nước ngoài của Evergrande lên kế hoạch tham gia vụ kiện đòi thanh lý tài sản của Evergrande nếu tập đoàn này không nộp kế hoạch cải tổ nợ mới vào cuối tháng 10, Evergrande có ít tài sản hơn nhiều so với tổng số nợ 31,7 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài. Việc tập đoàn bán du thuyền event cho thấy các chủ nợ nước ngoài sẽ có rất ít lựa chọn trong bất kỳ quá trình thanh lý tài sản nào. Nam sinh nhập viện vì bị phạt đứng lên ngồi xuống 200 lần. Một nam sinh 14 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì hội chứng tiêu cơ vân và tổn thương gan sau khi bị giáo viên phạt đứng lên ngồi xuống 200 lần. Câu chuyện về Lưu Khải 14 tuổi, học sinh cấp 2 trường Tuyền Đường, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nhập viện trong tình trạng nguy kịch và phải lọc máu đang gây bức xúc trong dư luận Trung Quốc. Cậu bé bị giáo viên chủ nhiệm họ Đào phạt đứng lên ngồi xuống 200 cái vì nói chuyện riêng trong lớp ngày 12 tháng 9. Hai ngày sau, Lưu Khải vẫn rất khó chịu và đã trình bày với giáo viên thể dục rằng mình bị đau chân. Tuy nhiên, giáo viên vẫn yêu cầu em thực hiện bài chạy bộ với lý do chạy bộ chậm giúp làm giảm đau nhức cơ, giúp phục hồi cơ bắp. Sau buổi học, một chân của Lưu đã mất cảm giác mẹ em đưa con trai tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Ninh Hương. Cậu bé được chứng đoán, mắc chứng hội chứng tiêu cơ vân cấp và tổn thương gan. Ba ngày sau, tình trạng của Lưu Khải vẫn không được cải thiện và trở nên nguy kịch. Cậu bé được chuyển tới khoa cấp cứu Bệnh viện Tương Nha Đại học Trung Nam để truyền và lọc máu. Hội chứng tiêu cơ vân cấp là tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có thể gây tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn, thường xảy ra khi mô cơ bị tổn thương và có thể ảnh hưởng đến nội tạng. Cơ quan giáo dục địa phương ngày 20 tháng 9 thông báo sức khỏe của cậu bé đã ổn định, không còn nguy hiểm tính mạng và đang hồi phục. Cơ quan đã mở điều tra xác nhận giáo viên Đào đã bắt học sinh đứng lên ngồi xuống 200 lần. Nhà trường tuyên bố sẽ trang trải mọi chi phí điều trị. Hiệu trưởng và các giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người gọi hình phạt này là quá đáng, cho rằng giáo viên Đào quá khắc nghiệt và thiếu lòng nhân ái. Người Mỹ đổ xô đi đăng ký kết hôn vì lý do chính phủ đóng cửa Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa một phần vào ngày 1 tháng 10 trong bối cảnh quốc hội chưa thể thống nhất về các dự luật ngân sách. Theo báo Washington Post, ngoài các nhân viên liên bang phải nghỉ phép, một số dịch vụ như bảo tàng, cục đăng ký kết hôn của thành phố Washington cũng sẽ tạm ngừng hoạt động. Chính vì thế, các cặp đôi sẽ không thể đăng ký hoặc nhận giấy phép kết hôn tại tòa thượng thẩm thành phố Washington nếu chính phủ đóng cửa. Trả lời báo Washington Post ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương, Năm công ty tổ chức tiệc cưới cho biết họ đã gửi email khẩn, yêu cầu các khách hàng tranh thủ nhận giấy đăng ký kết hôn trước tháng 10. Đến nay, hội đồng thành phố Washington vẫn chưa có giải pháp cho những người không thể đến cơ quan chức năng địa phương đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, các thành viên của hội đồng trên sẽ có buổi triệu tập vào ngày 3 tháng 10 tới để bỏ phiếu về phương án tạm thời, cho phép thị trưởng thay mặt văn phòng lục sự quận phê duyệt chứng nhận đăng ký kết hôn trong thời gian chính phủ đóng cửa. Như vậy, nếu kế hoạch này được chấp thuận, các cặp đôi có thể tiếp tục đăng ký kết hôn từ cuối tuần tới. Tuy nhiên, một số người vẫn mong muốn có được giấy đăng ký kết hôn ngay thời điểm này. Đại diện một công ty tổ chức đám cưới ở Washington cho biết, một số tôn giáo bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp vào đúng thời điểm tổ chức lễ cưới. Trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa, hơn 2 triệu nhân viên liên bang phải chấp nhận làm việc không lương hoặc nghỉ việc, hàng loạt các dịch vụ bị đình trệ hoặc thậm chí là ngừng hoạt động. Cục hàng không liên bang Mỹ FAA ước tính họ sẽ phải cho hơn 17.000 nhân viên nghỉ phép và tạm dừng đào tạo. Trong khi đó, hiệp hội du lịch Mỹ cũng dự đoán việc chính phủ đóng cửa có thể khiến ngành du lịch nước này thiệt hại khoảng 140 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Theo tòa Bạch ốc, một số chương trình của chính phủ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng chục ngàn người thu nhập thấp rơi vào bất ổn. Gen Z của Mỹ tiêu tiền để bớt cô đơn. Nhiều người trong độ tuổi 18 đến 25 tuổi cho biết rất cô đơn sau đại dịch, buộc phải tiêu tiền để mua vui. Khi đại dịch bùng phát, Lynette Ban, 26 tuổi, chuyển từ New York đến Austin, bang Texas để sinh sống nhằm giảm bớt chi phí. Nhưng sau 3 năm làm việc từ xa, cô phải gánh một khoản chi phí mới mang tên là tình bạn. Hiện mỗi tháng, Lynette chi ít nhất 500 đô la Mỹ cho các hoạt động hội nhóm để kết bạn và duy trì kết nối. Khoản tiền này bao gồm phí thành viên hàng năm trị giá 2.500 đô la Mỹ tại câu lạc bộ xã hội Soho House và thêm 500 đô la Mỹ mỗi năm cho khóa tập thể thao chưa kể cô thường xuyên cùng bạn bè ăn uống bên ngoài. Các trường hợp đổ xô ra ngoài kết bạn giống như Lynette được bác sĩ Vivek Mercy gọi là hiện tượng đại dịch cô đơn, viết trong báo cáo gần đây, Vivek Mercy mô tả việc bị cô lập với xã hội nguy hiểm như hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày, góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe bao gồm tim mạch độc quỵ và mất trí nhớ. Khảo sát vào hồi tháng 12 năm 2022 của trường giáo dục sau đại học Harvard cho thấy hơn 1 phần 3 người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 25 cảm thấy cô đơn gần như mọi lúc. Richard Weisbord, nhà tâm lý học trẻ em và gia đình nói rằng nhóm tuổi 18 đến 25 đang cô đơn hơn bất kỳ nhóm nhân khẩu học nào. Tờ Insider đã thực hiện phỏng vấn một số thanh niên trong độ tuổi từ 21 đến 27 về trải nghiệm với sự cô đơn. Theo đó, 86% đang chi nhiều tiền hơn trước đại dịch cho các hoạt động xã hội như lớp học nghệ thuật, thẻ tập gym để kết bạn, họ cũng đồng thời giảm các chuyến đi du lịch một mình hoặc đăng ký xem gói truyền hình. Ngoài đăng ký vào các câu lạc bộ, ứng dụng kết nối, một số người trẻ đang tạo dựng mối quan hệ thông qua các sự kiện trưng bày miễn phí, hoạt động tình nguyện, đạp xe hoặc tham gia câu lạc bộ sách. Nên uống trà hương thảo vào buổi sáng khi bụng đói. Hương thảo rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như axit rosmarinic, axit carnosic và axit caffeic. Chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do trong cơ thể gây ra giảm tổn thương tế bào và viêm. Dưới đây là lợi ích sức khỏe mà trà hương thảo mang lại khi bạn uống vào buổi sáng khi bụng đói. Thứ nhất là cải thiện tiêu hóa. Uống trà hương thảo có thể hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa và lưu lượng mật, Điều này hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm bớt các triệu chứng như đầy hơi và khó tiêu. Một số nghiên cứu cho thấy hương thảo có lợi ích về nhận thức. Hít hương thơm hương thảo có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ và sự tỉnh táo. Mặc dù uống trà hương thảo có thể không có tác dụng trực tiếp tương tự, nhưng đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của hương thảo có thể góp phần tăng cường sức khỏe não bộ. Thứ hai là chống viêm. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau bao gồm bệnh tim, tiểu đường và một số bệnh ung thư. Hương thảo chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, có khả năng giúp giảm viêm trong cơ thể và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan. Thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch. Hương thảo được biết đến với các đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Uống trà hương thảo có thể hỗ trợ chống lại một số mầm bệnh nhất định và tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể. Thứ tư là giữ cho bạn đủ nước, uống trà ngâm hương thảo là một cách uống giúp làm tăng lượng trà của bạn. Điều này giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa và hỗ trợ các chức năng cơ thể khác nhau. Thứ năm là cho mắt khỏe mạnh. Một chất hóa học xuất hiện tự nhiên trong cây hương thảo thông thường đã được phát hiện có tác dụng bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và các bệnh về mắt khác. Hơn nữa, loại thảo mộc này có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, còn được biết đến là cải thiện thị lực. Thứ sáu, giảm nguy cơ ung thư. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, hương thảo rất giàu canosol, một chất phytochemical, có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, tăng cường chức năng miễn dịch, hạn chế sản xuất các hormone liên quan đến ung thư và hoạt động như một chất chống oxy hóa. Thứ bảy là giúp giảm lượng đường trong máu hương thảo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu các hợp chất thực vật của nó có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong ruột điều này có thể giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn mặc dù hương thảo là một thành phần tốt cho sức khỏe nhưng nên uống trà hương thảo với mức độ vừa phải bởi nếu sử dụng quá mức có thể dẫn đến các tác dụng khác nhau như nôn mửa co thắt hoặc khó tiêu Chế biến trà hương thảo bằng cách rửa sạch lá hương thảo, cho vào ấm trà hoặc dụng cụ pha trà rồi đổ nước nóng vào ngâm khoảng 5 đến 10 phút, có thể ngâm lâu hơn, sau đó lọc trà rồi cho mật ong, chanh hoặc các hương liệu khác để tăng hương vị trà và thưởng thức khi còn ấm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và xin quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.